tôi tên là Thể. Tôi chia sẻ cho mọi người biết về cái giá trị của sơ đông nghệ tây. Trước kia là tôi khó ngủ lắm, tôi hay bị đau đầu nữa. Rồi đêm nào cũng ngủ, là giật mình dậy là phải 2-3 lần, có thể bữa là 3-4 lần không ngủ được. Nhưng mà khi tôi biết được sơ đông nghệ tây này đó, thì tôi cũng có mua dùng thử là cỡ nửa uống, là tôi cảm thấy là tôi đỡ. Rồi bắt đầu từ hồi đó là bây giờ tôi duy trì tới hôm nay là tôi uống được 4 uống như thế này rồi đây. Là tôi cảm thấy là cái sức khỏe là ổn định, và cái rối loạn tiền đình của tôi là nó cũng đỡ, không có còn đau như hồi xưa, không có phải uống thuốc tây nhiều như hồi trước nữa. Và cái ăn là rất ngon, ngủ thì rất ngon. Hàng đêm thì ngủ là từ 9 giờ là tôi ngủ đến 5 giờ sáng tôi dậy, là không có phải là căng trở hay là đi tiểu đêm rồi như mọi khi nữa. Vì tôi không biết mình như người ta thế nào, cái riêng tôi thì tôi dùng cái đó từ khi nay là tôi thấy là rất là ok. Đây là mọi người nè. Hàng ngày thì tôi uống cái sợi, tôi pha với nước ấm, tôi uống hàng ngày thay nước lọc, thay nước lọc hàng ngày. Với lại vào một buổi sáng thì tôi làm cái ly này với nước ấm. Bây giờ tôi pha thử cho mọi người xem, thì cách pha của nó cũng dễ pha, dễ pha và cũng dễ uống lắm. Ly này buổi chiều tối là uống một ly nữa, là ngày cũng 2 ly. Duy trì thời gian thì phải là nó là cũng hơi dài, rất dài. Cũng không thể mình nói uống một ngày mà uống một ly 2 ly hay là vài ba bữa thì uống một ly 2 ly mà nói là nó hết bệnh hoặc là nó hết đau đâu, thì cái đó là mình nói rất không đúng. Nhưng mà mình phải duy trì thời gian, cái này không phải là bệnh, uống cái thuốc để chữa bệnh, nhưng mà mình uống thuốc để tăng cái đề kháng của mình, và nó duy trì rất lâu để cho nó mới ổn định được cái sức khỏe của mình và cái bệnh tật của mình. Chứ không phải uống một ly vô là nói là nó hết, uống ly 2 ly vô nó hết bệnh liền, là không có. Tôi uống là như thế này là 4 lít như thế này rồi, 4 mũi như thế này rồi đây. Thì hơn 1 năm rồi, hơn 1 năm rồi thì tôi mới cảm thấy mình thấy đỡ nhiều thế. Cách đây 5-6 tháng bây giờ, hồi xưa là tôi rối loạn tiền đình là cứ 2-3 ngày hoặc 1 tuần là tôi sẽ uống thuốc. Nhưng cách đây 5-6 tháng này là coi như nó ổn định rồi, là tôi không uống thuốc nữa, rất là lâu không có bị đau, không bị chóng mặt, và nó không có kiểu người nó say sóng như hồi xưa. Bây giờ thì tôi thấy là khỏe đi đứng. Tôi giới thiệu mọi người, năm nay tôi 67 tuổi rồi, chẳng phải cũng trẻ nữa đâu. Nếu cả nhà còn thắc mắc về sao rong ngâm mật ong hỗ trợ mất ngủ, đau dạ dày, ổn định huyết áp, giảm đau nhức xương khớp, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư, thì hãy inbox cho Nguyệt qua số Zalo 0983003124 để được Nguyệt tư vấn kỹ hơn nhé.